Hello, xin kính chào cả nhà. Chúc cả nhà an lành và khỏe mạnh nha. Hôm nay thì Vinh sẽ gửi đến cho cả nhà một trích đoạn karaoke hát cùng với Thái Vinh nha. Một trích đoạn của mẹ của soạn giả nghệ sĩ Bạch Mai đã viết tặng cho Vinh. Trích đoạn được mang tên là Tình Xuân Long Phụng. Mọi người cùng hát với Thái Vinh nha. Xin mời. Quân sĩ, gươm giáo sẵn sàng nghiêm thủ, cùng phiên dương thần chinh công phạt tổng ban tốn lên. Tuyệt sắc thai trắng thua hàng Nga, qua tấm gương anh đào ngóng Nga. Tống ban kìm thương tài hùng cường, đánh danh dương nữ xa trường thân chinh. Long Phụng chiếu sáng như tinh đẩu, lá ngọc cành vàng tập hậu quyết tương tranh. Cùng nữ dương hai nền quả hiệu, tranh hồn tương sát chỉ e quan cừu, nên kết thân không gây thù. Đôi lời xin hỏi chúng hương cùng ngọn vàng làm lùng, hay nàng đã có hoàng dương cách xe quyền ngường, cùng thấm niềm thương thoa duyên càng cường. Trong tầm hơi này nữ dương tóc ban trang má đào thắm xinh sắc duyên lời nghinh hôn nàng ơi lứa đôi chung người quyền chiêu dương tổ phẩm sắm gai cùng tiên hoàng thương thần cùng lòng ta cùng thứ nhau nơi xa tựa kề hoa đào viên quan rượu cương giữa nơi xa trường kinh hôn càng thường tống phiên chung đường bàn giao đối trao hôn chức quyền hoàng hương chiều dương phấn ngôi đôi hồn chung hòa sĩ đồng quan hỷ bất cờ về phiên quốc dân lục lễ nghinh hôn nữ dương tổng quốc ổn lên.
chiến tranh sẵn đôi quà tình chân thành trao tơ mạnh nhau đường dài trăm ngàn thiên lý đậm tình chung thuê nàng ơi tống phiên thúy chung muôn đời ban xin cảm ơn anh rất là nhiều. Chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà hát cùng với Thế Vinh sức khỏe và vui vẻ nha. Xin chào tạm biệt.